Chào các bạn, với sự xuất hiện tại thị trường Việt Nam theo kiểu chậm mà chắc, Wiko lần lượt cho ra mắt những sản phẩm với lợi thế là giá cả rẻ và cấu hình tốt. Một trong những chiếc máy rất mới của Wiko là RigFab 4G mang đầy đủ những đặc điểm đó. Hôm nay, mình sẽ gửi đến các bạn bài đánh giá chi tiết nhất về thiết bị này. Với mức giá chưa đến 4 triệu đồng, thiết kế của RigFab tạo nên ấn tượng khá tốt chỉ trong cái nhìn đầu tiên. Thân máy vuông vức kết hợp cùng nắp lưng giả da cho một cảm giác cầm khá lạ và không bị trơn tuột. Điểm chấm phá nhất trên chiếc điện thoại này là khung viền được làm bằng kim loại vừa sang lại chắc chắn hơn. Các phím bấm cũng được làm bằng cùng chất liệu để tăng tính đồng bộ trong thiết kế. Mặt lưng là điểm mình rất thích. Chất liệu của nắp lưng này giống với những dòng sản phẩm cao cấp như là Note 4 nên tránh được tình trạng bám bẩn, bám vân tay. Ngoài ra, các bạn có thể thấy rằng nắp lưng này được làm rất khít và chắc chắn, tạo cảm giác như đây là một thiết bị có thiết kế nguyên khối. Kế thừa chiếc Getaway năm ngoái, Wiko RigFab năm nay vẫn tạo nên một nét đặc cấp sang trọng của mình, mặc dù là một thiết bị chỉ có giá chưa đến 4 triệu đồng. Thông thường, người dùng thường có một quan niệm đó là những fabless cấu hình cao thì gồ ghề thiết kế cục mịch, hay là máy mỏng đẹp thì phải đắt tiền. Nhưng ở điểm này, mình thấy Wiko RigFab 4G làm thay đổi quan niệm đó. Một fabless với màn hình rộng, máy mỏng nhẹ thời trang nhưng vẫn có mức giá cực kỳ phù hợp với người dùng bình dân. Trên thực tế, cả bốn góc cạnh của máy đều được làm khá vuông vắn và nam tính. Mặt sau được làm hơi bo tròn ở hai cạnh bên, tạo nên cảm giác cầm máy cũng khá là dễ chịu. Bạn sẽ không gặp bất kỳ phiền toái nào về việc cấn tay hay là máy thô. Với một chiếc fabless thì điều này khá là quan trọng khi chúng ta sử dụng máy nhiều. Thông thường, một chiếc fabless sẽ phải đánh đổi kích thước lấy cấu hình và ngược lại. Tuy nhiên, RigFab lại là một sản phẩm được cân bằng giữa các yếu tố này, vẫn giữ được tính thẩm mỹ thời trang trong khi có một phần cứng tốt và một mức giá hợp lý. Xét về cấu hình, RigFab 4G rất tốt trong tầm giá với màn hình 5.5 inch 720p chất lượng tốt, chip xử lý 4 nhân Qualcomm Snapdragon 410 1.2GHz và 64 bit, 2GB RAM, 16GB bộ nhớ trong. Ngoài ra, máy thậm chí còn hỗ trợ 4G LTE, 2 SIM và một khe cắm thẻ microSD bên ngoài hỗ trợ tối đa 64GB nữa. Với mức giá dưới 4 triệu đồng, rõ ràng cấu hình này là quá ổn. Trong năm nay, Wiko đã chuyển hẳn sang dùng con chip Qualcomm thay vì MediaTek như năm ngoái. Nói gì thì nói, với thương hiệu hàng đầu thế giới của mình, nhiều người dùng Việt Nam vẫn tin tưởng hơn về sự ổn định cũng như là hiệu năng của những con chip Qualcomm này hơn. Đó luôn là tâm lý lựa chọn ăn chắc mặc bền. Dù mình có dùng khá nhiều ứng dụng, nhưng rất ít khi bị ao ra khỏi bộ nhớ của máy. Một điểm cải tiến nữa đó là năm nay Wiko đã làm mới lại hoàn toàn giao diện hệ điều hành của mình, nhìn phẳng hơn, đẹp hơn, mượt mà hơn so với giao diện Android gốc. Bên cạnh đó thì nhiệt độ mặt lưng của máy khi xử lý các tác vụ nặng hoặc là chơi game trong thời gian dài vẫn không bị quá nóng, hay có thể nói là chỉ ấm lên đôi chút mà thôi. Chính vì vậy, người dùng có thể sử dụng máy chơi game trong thời gian dài mà vẫn không gặp cảm giác khó chịu về phần nhiệt độ. Về chất lượng hiển thị màn hình, mình khá ấn tượng với những gì nó thể hiện trong tầm giá này. Những thông số như kích cỡ 5.5 inch độ phân giải HD, kính cường lực Gorilla Glass 3 cho thấy phần nào về chất lượng màn hình trên RigFab. Nhờ sử dụng công nghệ IPS nên màn hình của chiếc điện thoại này hiển thị rất tốt, góc nhìn của màn hình khá rộng. Màu sắc trên RigFab là hài hòa và dễ chịu với mắt và cảm ứng khá nhạy. Một phần cũng là nhờ vào việc sử dụng giao diện mới được tùy biến mượt mà. Do vậy mà việc trải nghiệm trên RigFab, dù là nhu cầu giải trí hay là làm việc, đều hết sức thoải mái và dễ chịu. Ở tầm giá này, chúng ta khó có thể tìm thấy một sản phẩm nào màn hình lên tới 5.5 inch, thông thường sẽ dừng lại chỉ 5 inch trở xuống. Như vậy là rõ ràng với một cái kích thước lớn, đây sẽ là một điểm cộng lớn cho sản phẩm này. Wiko RigFab 4G trang bị camera sau độ phân giải 13 megapixel và camera trước độ phân giải 5 megapixel. Giao diện chụp ảnh của chiếc điện thoại này cũng khá đơn giản và gần giống với trên Android gốc. Tuy nhiên, nhà sản xuất cũng đã thêm thắt một số tính năng tùy biến vào bên trong, đặc biệt là tính năng chỉnh sửa ảnh chụp selfie với bộ công cụ phần mềm Arcsoft, giúp có thể làm đẹp khuôn mặt như là làm mịn da, thon gọn khuôn mặt hay là điều chỉnh ánh mắt. Các bạn có thể xem trước sự thay đổi, nếu ưng ý thì có thể chụp cho mình một bức hình ấn tượng. Với lợi thế là số chấm lớn, những bức ảnh từ chiếc máy này có độ chi tiết hơn hẳn nếu so với những đối thủ cùng tầm giá khác. Về chất lượng ảnh, camera của máy cho ra kết quả đạt mức trung bình khá, màu sắc ổn và độ nét khá. Chiếc điện thoại này có viên pin dung lượng 2820 mAh, cấu hình không có cao và độ phân giải màn hình chỉ dừng lại ở mức HD nên máy có thời lượng sử dụng khá tốt. Đặc biệt, pin của máy sử dụng công nghệ lithium polymer nên rất an toàn, ít chai và bền hơn. Với những thử nghiệm chơi game, giải trí ở cường độ cao thì máy cho thời gian đáp ứng khoảng hơn 1 ngày. Còn nếu sử dụng với những nhu cầu cơ bản thì việc dùng máy từ ngày rưỡi đến 2 ngày là hoàn toàn có thể. Như vậy thì có thể thấy rằng Wiko RigFab 4G là một chiếc fabless giá rẻ có rất nhiều điểm nổi trội như là thiết kế mỏng nhẹ, cấu hình tốt, nhất là với mức giá chưa đến 4 triệu đồng.
Đây sẽ là một thiết bị dành cho những ai có một hầu bao không quá lớn nhưng có nhu cầu mua một sản phẩm đem lại hiệu quả sử dụng cao nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.